Xin chào tất cả các con, chào mừng các con đến với trang lời giải hay.com. Ngày hôm nay, cô sẽ đồng hành cùng với các con trong bài 53, luyện tập trung. Trong bài học ngày hôm nay thì các con sẽ được ôn tập lại tất cả các kiến thức có trong chủ đề 9, chu vi, diện tích của một số hình phẳng đấy. Nào, bây giờ các con hãy cùng nhau mở cho cô trang 35, sách giáo khoa toán 3, tập 2, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Hãy cùng cô bước vào luyện tập ở tiết thứ nhất. Bài tập số 1 yêu cầu các con điền số. Bảng của cô gồm có hai hàng. Hàng thứ nhất cho chúng ta biết cạnh hình vuông và hàng thứ hai đó là chu vi hình vuông. Để làm được bài này thì các con hãy nhớ lại cách tính chu vi của hình vuông. Muốn tính chu vi hình vuông, ta lấy độ dài một cạnh nhân với 4. Cột đầu tiên, cạnh hình vuông là 20 cm. Vậy thì chu vi hình vuông sẽ là 20 nhân 4 bằng 80. Cạnh hình vuông là 5 cm. Vậy chu vi hình vuông sẽ là 5 nhân 4 bằng 20 cm. Cột thứ 3 cho chúng ta biết chu vi hình vuông là 40 cm. Vậy để tính được cạnh hình vuông, chúng ta sẽ lấy chu vi chia cho 4, tức là 40 chia 4 bằng 10 cm. Cuối cùng, chu vi hình vuông là 100 cm. Vậy cạnh hình vuông sẽ là 100 chia 4 bằng 25 cm. Chuyển sang bài tập số 2. Bài tập số 2 phần A yêu cầu các con tính chu vi hình chữ nhật có chiều dài là 2 dm và chiều rộng là 5 cm. Các con hãy nhớ lại cách tính chu vi hình chữ nhật nào. Muốn tính chu vi hình chữ nhật, ta lấy chiều dài cộng chiều rộng rồi nhân với 2. Nhưng có một lưu ý, đó là phải cùng đơn vị đo, đúng không? Ở đây chúng ta thấy chiều dài là 2 dm, chiều rộng là 5 cm, chưa cùng đơn vị đo, nên khi làm bài giải các con sẽ làm như sau. Đầu tiên, bước đầu tiên các con cần phải đổi 2 dm bằng 20 cm. Khi đó chu vi của hình chữ nhật sẽ là 20 cộng 5 đóng mở ngoặc nhân 2 và bằng 50 cm. Đáp số 50 cm. Tương tự, các con đã làm được câu phần B. Tính chu vi hình chữ nhật có chiều dài 1 m và chiều rộng 2 dm. Bước đầu tiên các con cần phải đổi 1 m bằng 10 dm. Chu vi hình chữ nhật sẽ là 10 cộng 2 đóng mở ngoặc nhân 2 bằng 24 dm. Đáp số 24 dm. Bài tập số 2 đã giúp các con củng cố lại cách tính chu vi hình chữ nhật. Bây giờ các con hãy cùng cô chuyển sang bài tập số 3. Bài tập số 3, một viên gạch hình vuông có cạnh 30 cm. Tính chu vi hình chữ nhật ghép bởi 3 viên gạch như thế, nên các con có thể quan sát hình vẽ. Vậy thì để tính được chu vi của hình chữ nhật, chúng ta cần phải biết những gì? À đúng rồi, đó là cần phải biết được chiều dài và chiều rộng, đúng không? Ở đây thì chiều rộng chúng ta đã biết là 30 cm rồi. Vậy thì còn chiều dài thì sao? Quan sát hình vẽ chúng ta thấy rằng chiều dài của hình chữ nhật sẽ gấp 3 lần chiều dài của một viên gạch hình vuông, đúng không? Vậy thì bài giải chúng ta sẽ có chiều dài của hình chữ nhật là 30 nhân 3 bằng 90 cm. Khi đó chu vi của hình chữ nhật sẽ là 90 cộng 30 tất cả nhân với 2 bằng 240 cm. Đáp số 240 cm. Bài tập số 4, người ta đóng cọc để rào các vườn hoa. Biết rằng hai cọc cạnh nhau cách nhau 1 m như hình vẽ. Câu hỏi là bạn ong tìm đến vườn hoa có hàng rào dài nhất, bạn chuồn chuồn tìm đến vườn hoa có hàng rào ngắn nhất. Hỏi mỗi bạn sẽ tìm đến vườn hoa nào? Chúng ta thấy ở đây có 3 vườn hoa, đó là vườn hoa màu vàng, vườn hoa màu hồng và vườn hoa màu đỏ. Bởi vì đề bài cho chúng ta biết hai cọc cạnh nhau cách nhau 1 m, nên chúng ta sẽ dựa vào việc đếm các cọc để tính được chiều dài và chiều rộng của các vườn hoa
Từ đó sẽ tính được chu vi của mỗi vườn. Đầu tiên, chúng ta sẽ đi tính chu vi của vườn hoa màu vàng. Vườn hoa màu vàng là một vườn hoa có dạng hình chữ nhật. Hình chữ nhật này có chiều dài là 4 mét và chiều rộng là 3 mét. Nên chu vi của vườn hoa màu vàng sẽ là 4 cộng 3 đóng mở ngoặc nhân 2 và bằng 14 mét. Tiếp theo chúng ta sẽ đến vườn hoa màu hồng. Vườn hoa màu hồng là một vườn hoa có dạng hình vuông. Và hình vuông này có cạnh là 4 mét. Nên chu vi của vườn hoa màu hồng sẽ là 4 x 4 bằng 16 mét. Cuối cùng là vườn hoa màu đỏ. Vườn hoa màu đỏ là một vườn hoa có dạng hình chữ nhật. Hình chữ nhật này có chiều dài là 5 mét và chiều rộng là 4 mét. Nên chu vi vườn hoa màu đỏ sẽ là 5 cộng 4 đóng mở ngoặc nhân 2 và bằng 18 mét. Dựa vào chu vi của ba vườn hoa, chúng ta có 14 bé hơn 16, bé hơn 18. Nên bạn ong tìm đến vườn hoa có hàng rào dài nhất, tức là bạn ong sẽ tìm đến vườn hoa màu đỏ. Bạn chuồn chuồn tìm đến vườn hoa có hàng rào ngắn nhất, tức là bạn chuồn chuồn sẽ tìm đến vườn hoa màu vàng. Cùng chuyển sang tiết luyện tập số 2. Bài 1, phần A, yêu cầu các con tính diện tích hình vuông có cạnh là 9 cm. Phần B là tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài là 9 cm và chiều rộng là 6 cm. Để làm được bài này, các con hãy nhớ lại cách tính diện tích của hình vuông và hình chữ nhật. Phần A nào. Muốn tính diện tích hình vuông, ta lấy độ dài một cạnh nhân với chính nó. Tức là chúng ta có diện tích của hình vuông là 9 x 9 bằng 81 cm vuông. Đáp số 81 cm vuông. Phần B. Muốn tính diện tích của hình chữ nhật, ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng cùng đơn vị đo. Tức là chúng ta có diện tích của hình chữ nhật sẽ là 9 x 6 bằng 54 cm vuông. Đáp số 54 cm vuông. Bài tập số 2 có nội dung như sau. Một hình chữ nhật có chiều rộng 6 cm, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính diện tích hình chữ nhật đó. Đầu tiên cô sẽ làm phần tóm tắt. Đề bài cho biết hình chữ nhật có chiều rộng là 6 cm và chiều dài gấp đôi chiều rộng. Đề bài hỏi chúng ta là diện tích của hình chữ nhật. Phần tóm tắt cô sẽ có chiều rộng 6 cm, chiều dài gấp đôi chiều rộng, diện tích chấm 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 cm vuông. Để làm được bài giải thì đầu tiên chúng ta phải tính được chiều dài của hình chữ nhật đã. Vì chiều dài gấp đôi chiều rộng nên chúng ta có chiều dài của hình chữ nhật sẽ là 6 x 2 và bằng 12 cm. Vậy diện tích của hình chữ nhật sẽ là 12 x 6 bằng 72 cm vuông. Đáp số là 72 cm vuông. Bài tập số 3. Bạn Việt cắt được các miếng bìa như hình dưới đây. Hai miếng bìa nào có diện tích bằng nhau? Chúng ta có miếng bìa A, B và C. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi tính diện tích của các miếng bìa bằng cách đếm xem mỗi miếng bìa thì gồm có bao nhiêu ô vuông. Các con hãy chú ý này, đối với những hình mà chỉ có một nửa ô vuông thì hai nửa ô vuông khi ghép lại sẽ được một ô vuông nhé. Chúng ta đếm được miếng bìa A có 21 ô vuông, miếng bìa B có 23 ô vuông, miếng bìa C cũng có 23 ô vuông. Vậy thì miếng bìa B và miếng bìa C có diện tích bằng nhau và vì đều bằng 23 ô vuông. Bài tập số 4. Một võ đài hình vuông có chu vi 36 cm. Tính diện tích của võ đài đó. Đây chính là võ đài. Võ đài là nơi để cho các võ sĩ thi đấu đấy các con ạ. Vậy thì để tính được diện tích của võ đài thì chúng ta cần phải biết được cạnh của võ đài, đúng không? Bởi vì võ đài này là võ đài hình vuông mà. Chúng ta sẽ dựa vào việc đề bài cho biết là
Hình võ đài có chu vi là 36 cm để tìm được một cạnh của hình vuông. Chúng ta có cạnh của võ đài có chiều dài sẽ là 36 chia 4 bằng 9 cm. Vậy diện tích của võ đài sẽ là 9 x 9 bằng 81 cm². Đáp số là 81 cm². Bây giờ các con hãy cùng chuyển sang phần luyện tập của tiết số 3. Bài 1 có đề toán như sau. Để sửa chữa một mảng nền nhà, cần dùng 9 tấm gỗ lát sàn. Mỗi tấm có dạng hình chữ nhật với chiều dài 45 cm và chiều rộng 9 cm. Hỏi diện tích mảng nền nhà cần sửa chữa là bao nhiêu cm². Bởi vì mảng nền nhà cần sửa chữa cần dùng đến 9 tấm gỗ lát sàn, nên chúng ta sẽ phải đi tìm diện tích của một tấm gỗ lát sàn, sau đó nhân với 9. Mặt khác thì mỗi tấm lại có dạng hình chữ nhật với chiều dài là 45 cm và chiều rộng là 9 cm, nên chúng ta sẽ có diện tích của một tấm gỗ lát sàn sẽ là 45 x 9 và bằng 405 cm². Khi đó, diện tích mảng nền nhà cần sửa chữa sẽ là 405 x 9 và bằng 3.645 cm². Đáp số là 3.645 cm². Bài tập số 2. Hình H gồm hình chữ nhật ABCD và hình chữ nhật DMNP như hình bên. Phần A yêu cầu các con tính diện tích mỗi hình chữ nhật có trong hình vẽ, và hình B yêu cầu các con tính diện tích hình H. Đầu tiên, phần A, chúng ta sẽ đi tính diện tích hình chữ nhật ABCD, chính là diện tích hình chữ nhật của đã tô màu xanh. Quan sát vào hình chữ nhật thì các con sẽ thấy hình chữ nhật này có chiều dài là 8 cm và chiều rộng là 6 cm, nên diện tích hình chữ nhật ABCD sẽ là 6 x 8 bằng 48 cm². Tiếp theo, hãy tính diện tích của hình chữ nhật DMNP, tức là diện tích hình chữ nhật màu vàng. Quan sát về hình chữ nhật này, các con thấy hình chữ nhật này có chiều dài là 10 cm và chiều rộng là 7 cm. Vậy, diện tích hình chữ nhật DMNP sẽ là 10 x 7 bằng 70 cm². Phần B yêu cầu tính diện tích hình H. Diện tích hình H sẽ bằng tổng diện tích của hình chữ nhật ABCD và diện tích của hình chữ nhật DMNP. Hay nói cách khác, diện tích hình H sẽ là 48 cộng 70 và bằng 118 cm². Đáp số phần A, hình chữ nhật ABCD 48 cm², hình chữ nhật DMNP là 70 cm². Đáp số phần B, hình H có diện tích 118 cm². Bài tập số 3. Mai, Nam và Việt cắt được 3 tờ giấy màu có kích thước như hình vẽ dưới đây. Biết tờ giấy màu của Nam có chu vi bằng tờ giấy màu của Việt nhưng có diện tích bé hơn. Em hãy xác định tờ giấy màu mà mỗi bạn đã cắt được. Vậy thì để xác định được tờ giấy của mỗi bạn cắt được thì chúng ta sẽ tính chu vi và diện tích của từng tờ giấy màu, sau đó thì so sánh để tìm ra tờ giấy màu của từng bạn một. Đầu tiên là hình chữ nhật. Hình chữ nhật có chiều dài 6 cm và chiều rộng 4 cm, nên chu vi của hình chữ nhật sẽ là 6 cộng 4 đóng mở ngoặc nhân 2 và bằng 20 cm. Diện tích của hình chữ nhật sẽ bằng 6 x 4 và bằng 24 cm². Hình chữ nhật màu xanh lá cây có chiều dài 7 cm, chiều rộng là 4 cm, nên chu vi sẽ bằng 7 cộng 4 đóng mở ngoặc nhân 2 và bằng 22 cm. Diện tích sẽ bằng 7 x 4 và bằng 28 cm². Tờ giấy màu cuối cùng là tờ giấy màu hình vuông có cạnh 5 cm. Vậy thì chu vi sẽ bằng 5 x 4 và bằng 20 cm.
Diện tích của hình vuông sẽ bằng 5 nhân 5 và bằng 25 cm². Vì đề bài nói rằng là giấy màu của Nam có chu vi bằng tờ giấy màu của Việt nhưng có diện tích bé hơn. Vậy thì tờ giấy màu màu xanh sẽ là của bạn Nam và tờ giấy màu màu vàng sẽ của bạn Việt. Thì tờ giấy màu màu xanh lá cây ở giữa sẽ là của bạn Mai. Cô trò chúng ta đã vừa cùng nhau đi giải các bài tập trong tiết học ngày hôm nay. Vậy thì qua tiết học ngày hôm nay, các con đã học được những gì? Đầu tiên là các con đã tính được chu vi của hình tam giác, hình tứ giác, hình chữ nhật, hình vuông thì biết độ dài các cạnh. Tiếp theo là chúng mình đã tính được diện tích của hình chữ nhật và hình vuông. Chúng mình cũng giải quyết được một số tình huống thực tế liên quan đến chu vi, diện tích các hình đã học. Hy vọng rằng các con có một giờ học thú vị cùng với cô. Hãy tiếp tục truy cập vào trang web lờidaihay.com để xem các bài giảng chi tiết khác nhé. Chúc các con học tập thật tốt. Hẹn gặp lại các con vào những video thú vị lần sau.